đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước. 5 giờ 4 phút sáng ngày 10 tháng 2, chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, chở theo 30 công dân Việt Nam từ vùng dịch virus corona Vũ Hán về nước. Theo Bộ Ngoại giao, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trên cơ sở nguyện vọng của công dân, ngày 10 tháng 2, Bộ đã chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc và các bộ ngành cơ quan địa phương liên quan tiến hành đưa về nước 30 công dân Việt Nam, gồm các sinh viên và người thân khách du lịch Việt Nam, từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, vùng tâm dịch và không có bất kỳ kết nối giao thông nào với các khu vực khác. Sau khi chuyến bay HVN68 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, lúc 5 giờ 0 phút sáng ngày 10 tháng 2, các cơ quan chức năng Việt Nam đã nhanh chóng làm thủ tục khử trùng và kiểm tra y tế theo đúng quy định phòng dịch cho 30 công dân. Hiện nay, toàn bộ số công dân nêu trên, đặc biệt là một nữ hành khách đang mang thai 8 tháng, có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và sẽ được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để cách ly và theo dõi y tế theo quy định. Trước đó, máy bay này đã vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của chính phủ và nhân dân cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng thời giúp đưa 11 công dân Trung Quốc về Vũ Hán. Theo đại diện cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, sau khi hạ cánh xuống đây, máy bay của Vietnam Airlines không đi vào nhà ga sân bay mà đổ khu vực riêng để đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay. Tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đều phải thực hiện đúng quy định áp dụng với khách về từ vùng dịch, theo quy định của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế. Cụ thể, đã tiến hành kiểm tra sàng lọc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ qua máy đo thân nhiệt từ xa, phun khử trùng hành lý xách tay của khách hàng. Hành khách được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan với hành lý xách tay ký gửi và được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh để đưa đến khu vực cách ly để kiểm tra theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Máy bay đã được tiến hành khử trùng toàn bộ sau chuyến bay, đồng thời cảng hàng không Vân Đồn cũng khử trùng khu vực nhà ga hành khách để tránh lây nhiễm chéo do hành khách và nhân viên. Đối với chiếc máy bay trở về từ Vũ Hán cũng được khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách, hầm hàng và tạm dừng khai thác trong 24 giờ để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm virus corona. Đồng thời, cảng hàng không Vân Đồn cũng khử trùng khu vực nhà ga hành khách để tránh lây nhiễm chéo cho hành khách và nhân viên. Chuyến bay đặc biệt được Vietnam Airlines phục vụ theo tiêu chuẩn gắt gao nhất với tổ bay giàu kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật có chuyên môn cao, phụ tùng, vật tư dự phòng cũng được hãng đưa lên máy bay để ứng phó với tình huống phát sinh liên quan đến kỹ thuật. Các bộ phận dưới mặt đất được huy động để tăng cường trực điều hành, theo dõi sát sao chuyến bay với mức độ ưu tiên cao nhất, đảm bảo kế hoạch đề ra nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động ở cả hai đầu Vũ Hán, Trung Quốc và Việt Nam. Vietnam Airlines đã phối hợp với các cơ quan chức năng trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng cho tổ bay và nhân viên mặt đất, điều phối chuyên gia thiết bị y tế chuyên dụng lên chuyến bay. Hãng cũng phối hợp với nhà chức trách tại Vũ Hán kiểm tra sức khỏe của tất cả hành khách và phi đoàn trước khi lên máy bay, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc vật dụng dùng nhiều lần. Vietnam Airlines không phục vụ suất ăn, tạp chí, chăn và dịch vụ giải trí trên chuyến bay đặc biệt này.